Nổi tiếng với kênh mukbang 2,2 triệu followers và nhiều clip triệu view, tiên nữ mukbang Quỳnh Trương khiến nhiều fanboy phải thất tình online khi bất ngờ công khai mối tình ngọt ngào của mình cùng bạn trai cực phẩm. Thời gian gần đây, cái tên Quỳnh Trương không còn xa lạ với người dùng TikTok. Cư dân mạng yêu ái gọi cô là tiên nữ mukbang vì Quỳnh Trương sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, trong trẻo ngay cả trong những clip ăn thùng uống vại. Sau gần một năm làm video mukbang, kênh của Quỳnh Trương đang có 2,2 triệu người theo dõi và 47,2 triệu lượt thích. Không chỉ gây chú ý với gương mặt xinh đẹp, ngoại hình nổi bật, Quỳnh Trương còn khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi sở hữu loạt thành tích học tập ấn tượng. Điển hình như giữ vị trí thủ khoa học sinh giỏi cấp tỉnh Nghệ An năm lớp 9, đạt 27,25 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Hiện tại, ngoài việc quay clip mukbang, Quỳnh Trương còn nhận làm mẫu ảnh cho nhiều nhãn hàng, kinh doanh, đây cũng là nguồn thu của người đẹp. Mới đây, trên trang cá nhân, TikToker Quỳnh Trương khoe loạt ảnh của mình khi đang đi nhận ô tô mới mua. Được biết, Quỳnh Trương đã chi số tiền khủng để tậu cho mình chiếc Ford nhân dịp năm hết Tết đến. Đăng kèm loạt ảnh này, nữ TikToker cũng dốc lòng tâm sự về những thành quả mà mình đã có được ở tuổi 22. Cô viết, đứa con gái 22 tuổi 18 năm bố chở đi học, đi thi, đi đâu cũng có bố với chiếc Airblade nổ máy cả xóm tỉnh ngủ. Giờ thì để con gái chở bố đi nhận xe, đi chiều thôi. Một cô gái vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, kiếm được tiền, lại có hiếu với cha mẹ, quả thực là hình mẫu lý tưởng của nhiều fanboy. Ấy vậy mà, mới đây Quỳnh Trương lại khiến nhiều anh chàng phải thất tình online khi công khai bạn trai lâu năm trên tài khoản TikTok thứ hai của mình. Cô nàng không ngại khoe những khoảnh khắc ngọt ngào cùng người yêu lên trang cá nhân và bày tỏ sự hạnh phúc trong mối quan hệ này. Theo đó, bạn trai của Quỳnh Trương cũng có vẻ bề ngoài vô cùng đẹp trai, sáng sủa. Được biết, anh chàng đã đồng hành cùng tiên nữ mukbang suốt nhiều năm qua, từ khi cô còn chưa được nhiều người biết đến, cho tới khi đã có sức ảnh hưởng nhất định trong lĩnh vực của mình. Cư dân mạng đã để lại bình luận dưới bài đăng của Quỳnh Trương. Tu bao nhiêu kiếp để kiếp này yêu được Quỳnh Trương vậy? Giờ mới biết Quỳnh Trương có người yêu rồi hích hích. Ông này ở bên Quỳnh Trương từ lúc bà chưa nổi cơ. Ông này kiếp trước giải cứu thế giới à? Mặt ông này nhìn hiền hiền nhỉ, chắc là thương người yêu lắm. Thế là tôi chính thức thất tình, thôi thì vẫn sẽ ủng hộ Quỳnh nhé. Bên cạnh những bình luận tỏ ra tiếc nuối thì không ít người khen rằng cả hai rất xứng đôi vừa lứa, đều có ngoại hình rất thu hút. Hơn hết, anh chàng còn là người đã đồng hành cùng bạn gái suốt nhiều năm, hỗ trợ cô trên chặng đường đi đến thành công ngày hôm nay. Ngược lại, Quỳnh Trương cũng là một cô gái rất chân thành, thủy chung. Dù đã nổi tiếng và có rất nhiều fanboy thế nhưng cô nàng không hề ngại ngùng công khai mối quan hệ hiện tại của mình. Chẳng những thế, tiên nữ mukbang còn tỏ ra vô cùng tự hào về bạn trai, thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc đáng yêu, những hình ảnh ngọt ngào cùng nhau. Sau khi đăng tải những hình ảnh về bạn trai mình, cộng đồng mạng còn khuyến khích cô nên chia sẻ nhiều hơn về chuyện tình của cặp đôi vì cả hai đều mang lại cảm giác rất yên bình, dễ chịu, thông qua đó nhiều người thêm tin vào tình yêu.